Chiến dịch tiêm vaccine là giải pháp cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định dành sự sống, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sớm đưa lại cuộc sống trở lại bình thường mới, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội. Thế nhưng, các thành phần xấu lại lợi dụng cơ hội này để phá đám, lừa gạt người dân, chống phá đảng, nhà nước và chế độ. Có thể thấy, tính đến 10 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2021, Việt Nam vượt mốc tiêm 30 triệu mũi vaccine COVID-19. Trước đó, trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện. Tại Hà Nội, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,44%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 14 tháng 9, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 là 117,02%. Để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác đã tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm vaccine với mục tiêu đến hết ngày 15 tháng 9 cơ bản bao phủ được mũi 1 và tiêm nhắc mũi 2 đúng hạn cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đó đây vẫn còn một số ít người dân còn lo lắng, không đồng thuận với chính quyền sở tại về thời gian tổ chức tiêm vaccine và kén chọn tiêm các loại vaccine, gây khó cho cán bộ y tế cơ sở trong thực hiện chiến lược tiêm vaccine phòng chống đại dịch COVID-19. Đây là thái độ lừng khừng, hoàn toàn không tốt nên sớm chấm dứt. Đến nay, hầu hết người dân cả nước đã nhận thức đúng giá trị, ý nghĩa của chiến lược tiêm vaccine, sự cần thiết phải lập quỹ vaccine và bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của những chiêu trò xuyên tạc, chống đối đảng, nhà nước và chế độ ta. Một số ít người dân trước đây nghe và làm theo tin xấu, độc, nay nhận thức lại thấy đúng, đã cho rằng những người chưa tiêm hoặc không tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh cao, bệnh nặng gấp nhiều lần so với người đã tiêm vaccine. Chúng ta đều biết sự xuyên tạc, chống phá chiến lược tiêm vaccine, nhất là công dụng, hiệu quả của vaccine và thuốc phòng, chống COVID-19 chỉ là một chiêu thức, một thủ đoạn tàn ác trong kịch bản chống phá nhằm bôi đen sự thật, chống phá đảng, nhà nước, chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, quân đội, công an và sự chung sức đồng lòng cùng vào cuộc của nhân dân cả nước vì miền Nam thân yêu do các thế lực thù địch, phản động ở trong nước và lưu vong ở nước ngoài tiến hành. Thực tế đã bác bỏ những tin giả này. Các chủ trương, chính sách và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành y, của quân đội và công an và nhân dân cả nước với nhiều biện pháp kịp thời, hiệu quả. Chưa bao giờ phong trào thiện nguyện với nhiều nghĩa cử cao đẹp, ấm lòng người lại được phát huy tốt đẹp, hiệu quả như thế. Các tỉnh đã và đang thực hiện tốt các quy định về phòng chống COVID-19 của chính phủ để sớm đưa lại cuộc sống bình thường mới. Đúng là chiến lược tiêm vaccine là niềm tin của nhân dân đối với đảng, là hạnh phúc của mỗi gia đình, là vũ khí tinh thần đập tan tin giả, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phòng chống, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. Vì vậy, trong lúc này, mỗi chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật của bọn người xấu, xuyên tạc chiến lược tiêm vaccine là những kẻ phá hoại niềm tin chân lý.